Sơ lược về Kamen Rider Den-O, người sử dụng chính là Nogami Ryotaro. Ryotaro sinh ngày 26 tháng 12 năm 1988. Ryotaro có một người chị gái là Airi Nogami. Hai người họ trở thành trẻ mồ côi từ rất nhỏ và họ sống với ba của mình. Ký ức của họ xoay quanh việc đến chơi ở tiệm cà phê Mill Dripper. Sau này khi lớn, Airi và Ryotaro đã mở lại quán cà phê này. Hai người họ nhận được sự hỗ trợ từ hôn thê của Airi, một người đàn ông bí ẩn mà do sự thay đổi đặc biệt của dòng thời gian khiến cho Ryotaro và Airi quên đi anh ta. Một tháng trước đám cưới, anh ta đã biến mất. Ngay tại lúc này, trí nhớ của Ryotaro và Airi đã có sự thay đổi. Airi sau đó đã gặp rất nhiều khó khăn nên Ryotaro đã nghỉ học để trợ giúp chị gái của mình. Tuy nhiên, bản thân dù là một người tốt bụng nhưng Ryotaro lại có vận may đen như chó thôi. Cậu ta có thể dễ dàng ngã ở những con đường phẳng, lái xe đạp bay lên trên ngọn cây và vô số trường hợp oái oăm mà người thường khó có thể nghĩ tới. Nhưng ông trời không tuyệt đường người. Ryotaro là một trong những cá nhân đặc biệt trong thế giới của Kamen Rider Den-O. Cậu ta là một điểm kỳ dị. Thuật ngữ này trong Kamen Rider Den-O chỉ những cá nhân có sự tồn tại độc lập với dòng thời gian. Họ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong dòng thời gian cũng như bất cứ giai đoạn nào từ quá khứ cho đến tương lai. Các khái niệm trong dòng thời gian như hiệu ứng cánh bướm hay là nghịch lý ông nội đều không ảnh hưởng đến điểm dị biệt. Điều đó có nghĩa là dù bản thể của điểm kỳ dị bị kẻ nào đó từ tương lai quay về quá khứ để giết thì cá nhân điểm kỳ dị ở hiện tại cũng không bị ảnh hưởng. Những sự kiện trong quá khứ dù có bị xóa bỏ bằng cách nào đó thì điểm kỳ dị vẫn có thể nhớ được chúng và phục hồi lại nhờ ký ức của bản thân. Trong Kamen Rider Den-O thì điểm kỳ dị là một khả năng bẩm sinh. Điểm kỳ dị hầu như miễn nhiễm với những khả năng liên quan đến thao túng nhân quả hay sửa đổi dòng thời gian, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với những sức mạnh liên quan đến việc thao túng thời gian và không gian. Vì đặc tính bất biến trước sự thay đổi của dòng thời gian, điểm kỳ dị trở thành những cá nhân có tầm quan trọng với những kẻ có sức mạnh thao túng dòng thời gian. Ngoài trừ những cá nhân là điểm kỳ dị trong Kamen Rider Den-O, không có bất cứ rider nào thực sự có khả năng là điểm kỳ dị. Thường trong các phần phim Kamen Rider khác, các rider đều phải mượn ngoại lực và nhờ các thiết bị cũng như mối quan hệ của mình hoặc một khả năng nào đó để có được khả năng tương tự như điểm kỳ dị trong Kamen Rider Den-O. Trong thực tế, điểm kỳ dị là một khái niệm được đưa ra trong thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, công bố vào năm 1915. Theo đó, điểm kỳ dị là một điểm mà trong đó lực hấp dẫn mạnh đến mức có khả năng tạo thành một hố đen làm sụp đổ không gian và thời gian. Bản thân của điểm kỳ dị không được coi là một phần của thời gian và không gian, nó không thể định nghĩa rằng ở đâu và khi nào. Ryotaro vô tình trở thành Kamen Rider dưới sự hỗ trợ của một điểm kỳ dị khác là Hana, một điểm kỳ dị đến từ tương lai, nơi bị các Imagine phá hủy nên Hana cực kỳ có ác cảm với các Imagine. Theo như bộ phim thì Hana thực chất chính là con gái của Airi và hôn phu của mình, đồng nghĩa với việc cô là cháu gái của Ryotaro. Imagine là những cá thể đến từ tương lai của dòng thời gian khác. Họ đến dòng thời gian của Ryotaro để tìm và tiêu diệt một điểm kỳ dị đặc biệt có tên là điểm giao nhau. Sự xuất hiện của điểm giao nhau chính là lý do dòng thời gian mới được tạo ra và làm dòng thời gian của họ bị biến mất. Dưới sự dẫn dắt của một điểm kỳ dị tên là Kai, các Imagine đến thời đại của Ryotaro và cố gắng tiêu diệt điểm giao nhau để tương lai của họ một lần nữa hiện hữu. Theo giả thuyết của kênh mình thì điểm giao nhau này dựa trên khái niệm về một loại điểm kỳ dị là điểm kỳ dị trần trụi. Ở điểm này có thể quan sát quá trình sụp đổ tới vô hạn của vật chất và không thể đưa ra các dự đoán về dòng thời gian vì ở điểm này thời gian được cho là không tồn tại. Những Imagine đã quay về quá khứ đã mất đi hoàn toàn ký ức và nhân dạng của bản thân nhưng vẫn có thể giữ lại những đặc điểm tính cách của mình. Họ trở nên phụ thuộc vào ký ức và nhận thức của vật chủ mà họ lựa chọn để làm khế ước trong thời đại này. Những người khế ước với Imagine sẽ có đặc điểm là cát chảy ra từ trong cơ thể. Khế ước hợp đồng với Imagine sẽ dựa trên một yêu cầu của chủ thể và đổi lại là khi yêu cầu được hoàn thành thì Imagine sẽ có quyền đi vào khoảng khắc quý giá nhất của con người trong quá khứ. Tuy nhiên do tính chất của hợp đồng liên quan tới dòng thời gian, người ký hợp đồng với Imagine phải nhớ hoặc nhận thức được là mình đã ký hợp đồng với Imagine. Nếu không, Imagine có được hình dạng nhờ sự tồn tại của vật chủ sẽ nhanh chóng biến mất. Vì bản chất của Imagine vốn không tồn tại trong dòng thời gian này, nên việc họ thực thể hóa thì việc cần thiết nhất là cần ký ức của người để ghi nhớ đến sự tồn tại của họ. Hình dạng quái vật của Imagine vốn không phải hình dạng thật sự của họ, mà đây là hình dạng được tạo ra từ tiềm thức của chủ thể. Hình dạng của họ khi đến dòng thời gian này là đốm sáng màu vàng. Việc thực hiện yêu cầu của người ký hợp đồng thường được Imagine thực hiện theo đúng nghĩa đen. Chúng hoàn thành hợp đồng bằng nhiều phương thức theo hướng tiêu cực. Ngay khi hợp đồng được ký kết, Imagine sẽ có được cơ thể vật lý và khi hoàn thành hợp đồng thì chủ thể sẽ biến thành một cánh cổng thời gian cho phép Imagine du hành về quá khứ. Đặc điểm nổi bật của Imagine là có khả năng chiếm hữu cơ thể con người, có thể dễ dàng xác định bằng việc thay đổi ngoại hình như màu mắt, kiểu tóc, màu tóc hay cách ăn mặc, nói chuyện và cơ thể chảy ra cát. Lượng cát chảy ra này chính là thành phần cấu tạo nên cơ thể của Imagine. Và đương nhiên nếu người bị Imagine nhập vào thiệt mạng thì Imagine cũng sẽ chết theo. Trong nhiều trường hợp, Imagine có được cơ thể vật lý có khả năng chiếm hữu con người và tự do mở cổng quay về quá khứ. Các Imagine cũng có khả năng thay đổi thành một hình dạng khác. Sau khi bị đánh bại, chúng có thể thay đổi thành một hình dạng khổng lồ với tâm trí hoàn toàn cuồng loạn, Kicken Death. Mặc dù hình dạng này ít xuất hiện nhưng chúng là hình dạng cực kỳ mạnh mẽ với tâm trí cuồng loạn, khiến cho Den-O phải sử dụng những con tàu thời gian để tiêu diệt chúng. Một điều thú vị là trước khi hợp đồng được ký kết thì phần hình dạng của Imagine nhập vào chủ thể đã được xác định bằng số cát thoát ra từ chủ thể nhưng nó lại có phần chân ở không gian phía trên và thân ở không gian phía dưới. Mà khi di chuyển thì chân chạy như thật. Với vị trí là điểm kỳ dị của dòng thời gian, Ryotaro cũng có khả năng chống lại khả năng chiếm hữu và sở hữu vật chủ của Imagine. Miễn sao Ryotaro còn tỉnh táo, cậu ta có thể trục xuất các Imagine ra khỏi cơ thể của bản thân và chống lại hoàn toàn những dụ hoặc mà Imagine đưa ra. Mặc dù Imagine có khả năng mê hoặc để dụ dỗ người khác ký hợp đồng với chúng.
Vì lẽ đó, những Imagin khi hợp đồng với điểm kỳ dị thường sẽ không có hình dạng vật lý mà thay vào đó là sở hữu thân thể của điểm kỳ dị khi được cho phép hoặc chiếm lấy cơ thể của họ khi điểm kỳ dị bất tỉnh. Và một số trường hợp khi Imagin quá mạnh mẽ thì điểm kỳ dị cần có thời gian hoặc khó có thể trục xuất họ ra khỏi cơ thể. Trong bộ phim thì các Imagin khi hợp đồng với Ryotaro ở trên Deadliner sẽ có cơ thể vật lý. Nhưng khi ra ngoài thế giới thì họ sẽ có cơ thể bằng cát với chân và thân lộn ngược. Trong cuộc hành trình của mình, Ryotaro đã ký hợp đồng với khá nhiều Imagin mà đặc biệt nhất trong đó là nhóm Taro. Đây là một nhóm những Imagin ký hợp đồng với Ryotaro. Tên của nhóm này lấy nguồn gốc từ hậu tố Taro của hầu hết các thành viên trong nhóm, mặc dù tên này là Ryotaro đặt cho họ. Các thành viên chính của nhóm này bao gồm Momotaro, một Imagin có màu đỏ với tạo hình giống một con quỷ đỏ hai sừng. Momotaro là một Imagin khá dở hơi khi hắn còn không thể nhớ được nhiệm vụ của mình là gì. Với tính cách cực kỳ cục xúc, Momotaro thường nổi đoá khi thấy tính cách rụt rè của Ryotaro. Khi nhập vào Ryotaro, ngoại hình của Ryotaro sẽ thay đổi với cơ bắp và sức mạnh được nâng cao cùng với khả năng thể chất phi phàm. Đồng thời tóc tai dựng ngược lên cùng với những lọng tóc màu đỏ, con người trong mắt cũng sẽ thay đổi sang màu đỏ. Mặc dù tên Momotaro được dựa trên câu chuyện về cậu bé quả đào nổi tiếng trong Nhật Bản, ngoại hình của Momotaro lại được dựa theo con quỷ mà cậu bé quả đào đã từng chiến đấu. Đặc biệt hơn, Momotaro lại cực kỳ sợ chó, dù trong câu chuyện thì chó là một người bạn đồng hành của cậu bé quả đào. Momotaro có khả năng biến thân thành một thanh kiếm màu đỏ gọi là Momotaken, và vũ khí chính của Momotaro sử dụng khi ở dạng Imagin là Momotaro Sword, một thanh đao cực lớn màu đỏ. Khả năng đặc biệt nhất của Momotaro là khả năng đánh hơi và ngửi được mùi của các Imagin khác. Urataro là thành viên thứ hai của nhóm Taro, là một Imagin khá giống với con rùa màu xanh dương. Urataro là một kẻ hay lừa lọc người khác, nhưng sâu bên trong Imagin này chán ghét việc phá hủy dòng thời gian, cũng như việc làm người khác đau khổ. Sau cùng, Urataro hợp lực với Ryotaro và bảo vệ dòng thời gian. Khi nhập vào Ryotaro, Urataro thay đổi hình dạng của cậu thành một người đàn ông lịch thiệp rất thu hút người khác giới. Đồng thời ngoại hình cũng thay đổi với mái tóc bóng mượt có lọng tóc màu xanh dương, cùng với mắt kính đen và con người mắt cũng đổi sang màu xanh dương. Trong tất cả các Taro thì Urataro là người có khả năng đàm phán cũng như là chiến binh thiện chiến nhất và có khả năng chiến đấu dưới nước tốt nhất. Vũ khí chính của Urataro là Urataros, một chiếc thương có hai đầu lục giác. Urataro có khả năng biến thành một dạng vũ khí Uratazao, một chiếc cần câu có màu xanh dương. Urataro dựa trên câu chuyện về Urashimataro nổi tiếng của Nhật Bản. Trong câu chuyện đó, một anh chàng tên Urashimataro đã cứu một con rùa và được nó trả ơn bằng một chuyến thăm quan Long Cung và gặp công chúa Otohime. Nhưng sau khi trở về, anh ta mới biết là đã hơn 300 năm trôi qua, anh ta mở hộp quà do công chúa tặng và biến thành một cụ già. Imagin thứ ba là Kintaro, một Imagin cực kỳ mạnh mẽ được thiết kế theo hình tượng của con gấu và đấu sĩ sumo. Thiết kế của Kintaro có một phần ảnh hưởng từ Robocop, một nhân vật cảnh sát người máy xuất hiện trong phần phim cùng tên vào năm 1987. Imagin này có thói quen bẻ cổ và tìm kiếm những đối thủ mạnh hơn mình. Như Urataro, Kintaro không hề hứng thú với việc phá hủy dòng thời gian và tham gia cùng với nhóm Ryotaro vì cậu đã tin tưởng mình. Khi nhập vào Ryotaro, Kintaro thay đổi hình dạng và trang phục của Ryotaro với phong cách thời xưa với mái tóc dài và điểm thêm lọng tóc màu vàng. Cùng với đó, con người trong mắt cũng biến thành màu vàng. Kintaro có vũ khí riêng là Kintaro Axe, một cây rìu màu vàng. Kintaro cũng có khả năng biến thành một dạng vũ khí như cây rìu gọi là Kintaro no O. Kintaro dựa trên câu chuyện cùng tên trong văn hóa dân gian Nhật Bản về một cậu bé được coi là con trai của phù thủy núi, mặc một cây yếm màu đỏ có chữ vàng ở trên, làn da màu đỏ hồng, cầm theo một cái rìu và cưỡi trên lưng gấu. Taro thứ tư là Ryotaro, một Imagin màu tím có tạo hình giống một con rồng và cũng là Imagin duy nhất trong nhóm tự đặt tên cho mình. Để miêu tả Ryotaro thì có thể dùng hai từ trẻ trâu để hình dung. Ryotaro muốn tiêu diệt Deno vì Kai hứa sẽ cho anh ta con tàu Deadliner nếu nhiệm vụ hoàn tất. Tuy nhiên vì cảm nắng chị của Ryotaro, Airi Nogami, nên Ryotaro quyết định gia nhập nhóm Taro. Khi biết hôn phu của Airi là Sakura Yuto, Kamen Rider Zero Note, Ryotaro đã chút nữa tiêu diệt tất cả nếu như Ryotaro không lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Khi bị chiếm hữu bởi Ryotaro, Ryotaro sẽ mang phong cách hip hop, có trong mắt màu tím và có lọng tóc màu tương tự, đồng thời thường đeo tai nghe và đội một chiếc mũ lưỡi chai. Ryotaro có vũ khí chính là khẩu súng tầm xa Revolver. Ngoài ra, Ryotaro cũng có khả năng đặc biệt là thôi miên người khác. Với tính cách trẻ con hay dỗi và thường không suy nghĩ nhiều của mình, Ryotaro đã được nhiều lần đưa cả đoàn tàu Deadliner vào thế khó. Ryotaro được tạo ra dựa trên câu chuyện Tatsunoko Taro, cậu bé rồng của nhà văn Miyoko Masutani, xuất bản vào năm 1966 và chuyển thể thành anime năm 1979, kể về câu chuyện của một Taro lười biếng, ham chơi lười làm và sau khi được một Tengu trao cho một loại thuốc thần lực nhưng chỉ có thể sử dụng để giúp đỡ người khác. Qua đó, Taro dần hiểu được ý nghĩa của việc làm việc tốt. Ryotaro cũng là người cho phép Stick lên tàu, đây là thành viên thứ 5 của nhóm Taro. Stick lập khế ước với một đứa trẻ sơ sinh, do đứa trẻ đó không có ký ức vì lập khế ước nên Stick dần biến mất. Hình dạng mà Stick khi nhập vào Ryotaro tạo ra một mái tóc nhiều lọng tóc màu trắng và luôn có một chiếc khăn quàng lông vũ đi theo, cùng với con người trong mắt đổi hành màu trắng. Stick được tạo hình theo hoàng tử Stickfield trong vở ballet Hồ Thiên Nga, một trong những vở ballet hay nhất mọi thời đại, được sáng tác vào khoảng năm 1875-1876. Stick có một khả năng độc nhất là thu nhỏ Imagin khác xuống còn 4 inch trong một khoảng thời gian nhất định với câu nói quỳ xuống cho tôi. Với câu nói siêu siêu quỳ xuống cho tôi, Stick thậm chí có thể thu nhỏ cả một hành tinh. Tuy nhiên, trí nhớ của Stick đã sai khi anh ta nhớ mình đã lập khế ước với đứa trẻ. Thật ra người anh ta đã ký hợp đồng là mẹ của đứa trẻ này, và hợp đồng cũng đã hoàn thành với đứa của mẹ đứa trẻ là đứa con của cô sinh ra được an toàn. Tuy nhiên vì Stick quên mất việc này nên phải thông qua đoàn tàu Deadliner để quay về quá khứ, quay về thời điểm mẹ đứa trẻ đang kết hôn nhằm chấm dứt mọi liên kết của mình với hợp đồng, từ đó tiếp tục duy trì sự tồn tại của bản thân. Những Imagin trong nhóm Taro này thường giúp đỡ Ryotaro trong những vấn đề của cuộc sống cũng như chiến đấu.
Với bản chất tốt bụng và sẵn sàng tin tưởng người khác của cậu ta đã làm những Taro này cảm động và họ sẵn sàng trao sức mạnh của mình cho Ryotaro. Tuy nhiên với bản chất nhút nhát và rụt rè và có xu hướng bỏ chạy khi chiến đấu cùng với số vận đen hơn Black Sun của mình, Ryotaro nhiều lúc làm cho các Taro cực kỳ thất vọng và thậm chí phát điên, nhưng dần dần sau các cuộc chiến, Ryotaro đã dần mạnh mẽ hơn trước và được mọi người công nhận. Trong Kamen Rider Den-O, hầu như tất cả các rider sẽ sở hữu riêng cho mình một loại thiết bị phương tiện dạng tàu cao tốc hoặc tàu hỏa có khả năng du hành thời gian, được gọi là những chuyến tàu thời gian. Đối với Den-O, rider này sở hữu Denliner, một con tàu cao tốc di chuyển xuyên qua các dòng thời gian. Denliner chạy trong một chiều không gian nhìn có vẻ giống như hoang mạc và nó có khả năng tự tạo ra đường ray để di chuyển. Những đường ray này thậm chí còn có thể giúp cho Den-O bay trên không trung và di chuyển dưới mặt nước. Chiều không gian này tiếp giáp với nhiều mốc thời gian khác nhau của các dòng thời gian khác nhau. Dựa vào việc điểm kỳ dị trong phim được dựa vào điểm kỳ dị trong thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, có thể giả thuyết rằng chiều không gian này chính là chân trời sự kiện. Denliner gồm 8 toa tàu bao gồm các toa hành khách, toa điều khiển, ăn uống, tắm rửa và phòng ngủ. Tuy nhiên, Denliner cũng có thể chuyển sang các dạng chiến đấu khác nhau với cực nhiều vũ khí để chống lại các hiểm họa về dòng thời gian, đặc biệt là khi chống lại các Titan Death. Tùy thuộc vào các dạng của Den-O, con tàu này có thể liên kết với những con tàu khác để tăng sức mạnh, ví dụ như liên kết với Zero Liner. Nếu một người bình thường bước lên chuyến tàu này thì họ sẽ trở thành một điểm kỳ dị tạm thời, cho thấy chuyến tàu này có khả năng chống lại những tác động thay đổi liên quan đến dòng thời gian. Trụ sở chính của chuyến tàu này được gọi là King Station, một cấu trúc khổng lồ bao gồm các toa tàu khổng lồ tạo nên một nhà ga cực lớn. Bản thân King Station cũng có thể chuyển sang chế độ tàu được gọi là King Liner, một con tàu khổng lồ với vũ khí là King Launcher và King Fire để chống lại các Gigant Death. Cả Denliner và King Liner cũng như các chuyến tàu thời gian khác đều có một siêu máy tính cho phép du hành về quá khứ, tương lai hay hiện tại bằng cách tận dụng một lý thuyết được gọi là Akashic Record. Đây là một bản tóm tắt về các sự kiện, suy nghĩ, lời nói, cảm nhận, cảm xúc, tất cả mọi thứ từng xảy ra trong quá khứ và được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu trong tôn giáo thông thiên học hay còn được gọi là thần học xuất hiện vào Hoa Kỳ thời kỳ 19. Nhờ tiếp xúc với bản ghi chép này, Denliner và King Liner thông qua đó có thể du hành về quá khứ, tương lai hay hiện tại. Để có thể lên được Denliner thì cần có Rider Ticket. Đây là những chiếc vé tàu cho những người muốn lên tàu Denliner. Điểm đến trong dòng thời gian của họ sẽ được ghi trên tấm vé. Chỉ cần bạn cầm Rider Ticket và mở một cánh cửa vào thời điểm các chữ số trong giờ, phút, giây đồng nhất, ví dụ như 11 giờ, 11 phút, 11 giây, thì sẽ đến được nơi Denliner đang chạy. Đây cũng là công cụ cho phép các Rider truy dấu những Imagine quay về quá khứ xem chúng đến thời điểm nào. Tấm vé dùng để truy dấu sẽ được gọi là Blank Rider Ticket. Khi đặt tấm vé trước người trở thành cánh cổng, Imagine và thời điểm mà Imagine đó quay lại sẽ hiện trên tấm vé. Tuy nhiên, nếu thời điểm đi in tấm vé hỗn loạn thì có thể ảnh hưởng đến sự kiểm soát của Denliner. Ví dụ như tấm vé toàn số 8 của Leo Imagine do tác động của Kai. Màu sắc của các Rider Ticket của những chuyến tàu khác nhau thì có vẻ khác đôi chút, ví dụ như Denliner có màu đỏ bên trái, còn Zero Liner thì có màu xanh lá. Bằng cách nhét Rider Ticket vào Rider Pass có khả năng triệu hồi Den-O Bell. Rider Pass là một chiếc hộp mang trong mình hệ thống vé điện tử của Denliner. Ban đầu chỉ có hai Rider Pass là Rider Pass thông thường, bị Hana đánh cắp sau đó làm rơi và cuối cùng Ryotaro nhặt được nó. Thế còn lại là Master Pass, một tấm vé vàng thuộc sở hữu của người sở hữu Denliner, Honor. Với tấm vé này, Honor toàn quyền kiểm soát với chuyến tàu và các hành khách trên Denliner. Bên cạnh đó, Honor còn có siêu sức mạnh, siêu tốc độ, thể chất siêu phàm và muôn vàn sức mạnh khác nhau. Về sau, Rider Pass được tiết lộ là còn rất nhiều tấm khác nhau. Các Rider khác nhau cũng có những Rider Pass riêng của mình để kích hoạt hệ thống của riêng họ. Den-O Bell là một thiết bị khởi tạo bộ giáp của Kamen Rider Den-O bằng cách thu thập năng lượng tự do ở môi trường xung quanh người sử dụng. Nó có thể cầm theo tay hoặc được triệu hồi thông qua Rider Pass và Rider Ticket. Ở dạng cơ bản, ở giữa chiếc tất lưng này có Set Talk. Đây là thiết bị tiếp nhận kích hoạt và sẽ thay đổi màu sắc chung với các hình dạng của Den-O khi nhấn các nút màu ở bên trái và quẹt thẻ Rider Pass để lựa chọn hình dạng phù hợp. Bao phủ bên ngoài Set Talk là Terminal Buckle có ký hiệu của Den-O. Đặc biệt là chiếc tắt lưng này có chế độ an toàn khá lỏng lẻo khi hầu như bất cứ Imagine nào hoặc điểm kỳ dị nào cũng có thể sử dụng nó nếu như sở hữu Rider Pass. Nhưng đối với Imagine thì họ cần một cơ thể vật lý hoặc chiếm hữu người khác để có thể chuyển đổi. Rider Pass và Den-O Bell được thiết kế trên hệ thống Suica, một hệ thống thẻ thông minh không tiếp xúc dùng để trả tiền trước trên các chuyến tàu của Nhật Bản. Trên chiếc tắt lưng này cũng trang bị cho người dùng Dengaser. Đây là hệ thống vũ khí chính của Den-O được thiết kế mô phỏng theo tàu cao tốc. Dengaser bao gồm 4 thiết bị được gắn xung quanh Den-O Bell. 4 thành phần này được đánh số thứ tự từ 1 đến 4, nhưng thiết bị này được làm từ Den Metal, một loại kim loại cấu thành Denliner và được phủ một lớp Aura Armor. 4 bộ phận này có thể kết hợp thành cực kỳ nhiều loại vũ khí khác nhau bằng cách lắp ghép chúng theo nhiều cách, ví dụ như lắp thành súng, kiếm, cần câu, rìu, v.v. Các loại vũ khí này cũng không giới hạn ở một hình dạng nhất định của Den-O. Ví dụ như Sword Form vẫn có thể sử dụng chế độ rìu. Gun Form vẫn có thể sử dụng chế độ kiếm, tuy nhiên những cấu hình vũ khí này sẽ tương thích với những form riêng biệt giúp phát huy tối đa sức mạnh của chúng. Ví dụ như Sword Form là dạng kiếm, Rod Form sẽ có dạng cần câu. Bằng cách truy vết Imagine bằng thẻ Blank Rider Ticket rồi nhét vào Rider Pass, Den-O Bell sẽ được triệu hồi. Người dùng có thể biến thành Kamen Rider Den-O và truy đuổi Imagine bằng Denliner. Den-O có thể lái Denliner bằng cách triệu hồi phương tiện di chuyển cá nhân của bản thân là Denbird. Đây là một chiếc xe máy có vận tốc tối đa là 1010 km/h. Nó đóng vai trò là thiết bị điều khiển buồng lái của Denliner. Rider Pass đóng vai trò như một chiếc chìa khóa để kích hoạt phương tiện này. Bằng cách gắn Rider Pass có Rider Ticket ghi thời điểm vào Denbird, chiếc xe này sẽ lái Denliner về thời điểm đó.
Mặc dù là thiết bị điều khiển và Deadliner sẽ không hoạt động nếu không có Danbird, nhưng Orner, người có toàn quyền trên Deadliner, đã tiết lộ rằng có một thiết bị thay thế thô sơ hơn cho Danbird, đó là một chiếc xe đạp chạy bằng cơm cho phép Deadliner tiếp tục hoạt động. Với việc đeo Dano Bell và sử dụng Rider Pad quét qua phần set top trên Dano Bell, Dano Bell sẽ hút lấy nguồn năng lượng xung quanh và tạo ra hình dạng cơ bản nhất của Dano, Platform. Hình dạng này dựa trên khí chất và ý chí của người sử dụng để tạo ra bộ giáp Aura Armor và bộ rút bên trong Aura Skin. Dạng này đại diện cho chính ý thức về bản thân của người sử dụng. Đối với những rider mạnh mẽ và có ý chí cao, họ có thể trực tiếp vượt qua Flop Form và đi đến một hình dạng vượt trội hơn, ví dụ như Kamen Rider Garo, Garo Form, Kamen Rider New Dano, Strike Form. Trở lại trường hợp của Ryotaro, ý chí của Ryotaro quá kém khiến cho Ryotaro không thể vượt qua hình dạng Flop Form của mình, nên cậu ta phải dựa vào nhóm Taro để có được hình dạng để chiến đấu. Dạng platform được thiết kế giống với nền tảng của đường sắt, ngụ ý rằng các dạng của Dano sử dụng platform để làm mẫu trang bị cho áo giáp. Đây cũng là dạng yếu nhất của Dano và thường bị bỏ qua khi biến hình. Mặc dù vậy, dạng này vẫn có những chức năng cơ bản sử dụng làm nền tảng nâng cấp cho các dạng khác. Phần suit Aura Skin cho phép người dùng miễn nhiễm với điện tích vào khoảng 5 triệu V, cùng với độ cứng cáp gần như tuyệt đối khi chống lại được cả những nhát cắt từ vũ khí kim cương. Các phần giáp Aura Armor màu bạc và trắng khắp cơ thể như đầu gối, ống chân, ngực hay vai không những có khả năng bảo vệ cực tốt mà còn tăng cường khả năng thể chất giúp người dùng mạnh mẽ hơn. Phần giáp ngực có khả năng phân tán lực ở mức độ thấp và ở phần giáp cẳng tay thì có tích hợp thêm chức năng phân tán lực do các đòn tấn công hoặc thi triển các chiêu thức. Những chiếc vòng tay ở cổ tay và cổ chân của Dano có khả năng phân tán năng lượng tâm trí vào cơ thể và tăng cường tiết ra adrenaline, một loại hormone giúp con người trở nên hưng phấn và tăng cường độ tập trung, từ đó cải thiện khả năng chiến đấu. Với vị trí là dạng nền tảng, phần đầu và phần giáp ngực của platform có những đường ray để khi chuyển đổi dạng thì những kết cấu giáp mới sẽ chạy từ những đường ray này xuống tạo thành những dạng khác nhau. Đặc biệt kết cấu bộ giáp mặt trên đầu khi chạy xuống sẽ được gọi là Dan Carmen. Mỗi imagine khác nhau sẽ tạo ra những Aura Armor và Dan Carmen khác nhau. Trong một số trường hợp, cả Aura Skin cũng sẽ bị thay đổi. Về sau thì platform có những biến đổi nhất định về màu sắc và hình dạng, thể hiện rằng khí chất và ý chí của Ryotaro ngày càng có sự thay đổi. Dạng này có chiều cao 180cm và nặng 80kg với lực đấm 1 tấn, lực đá 3 tấn, nhảy cao nhất được 10m và tốc độ tối đa là 100m trên 10 giây. Sau khi Ryotaro chọn Momotaro để nhập vào mình và nhấn nút màu đỏ trên thắt lưng và quẹt thẻ Rider Pass của Set Talk, thì dạng cơ bản chuyên dùng của Dano sẽ xuất hiện. Short Form, Set Talk trên lúc này chuyển sang màu đỏ. Dan Carmen hình một trái đao màu đỏ sẽ chạy xuống và bộ đôi tạo thành đôi mắt cho hình dạng này. Chúng cho người dùng tầm nhìn xa lên tới 5km và khả năng nhìn gần lên tới 0.05mm, cùng với đó là khả năng nhìn trong đêm bằng tia hồng ngoại với phạm vi 1km. Hai trái đao này khi bổ ra sẽ có hai phần đầu nhô ra, chúng là những anten cho phép Dano chuyển những âm thanh rung động trong không khí thành tín hiệu điện cho phép nghe ở dải tần 40Hz đến 100.000Hz. Phần pha lê giữa trán là O-Signal có màu xanh lá cây giúp Dano phát hiện Imagine trong phạm vi 2km. Phần giáp ngực Aura Armor của Swordform được gọi là B-Breath Blade, nó có khả năng chịu lực 10 tấn. Phần giáp đùi của dạng này có đường vệt màu đỏ. Swordform là dạng cơ bản chuyên dùng của Dano với chỉ số cân bằng nhất, với chiều cao 190cm và nặng 87kg, với lực đấm 5 tấn, lực đá 7 tấn, nhảy cao nhất được 35m và tốc độ tối đa là 100m trên 5,2 giây. Như tên gọi của mình, Swordform lắp ráp Dengaser thành dạng của một thanh kiếm được gọi là Dengaser Sword Mode. Phần đầu của chế độ này tạo ra một lưỡi kiếm dài màu đỏ. Bằng cách quét Rider Pass một lần nữa ở phần Set Talk, đòn kết liễu Full Charge sẽ được kích hoạt. Full Charge của Swordform được gọi là Extreme Slash. Phần mũi kiếm trên Dengaser sẽ tiếp nhận năng lượng và tách ra khỏi phần thân kiếm. Mũi kiếm này sẽ bay theo đường vung của thân kiếm. Momotaro sẽ vung nó như những cú chặt ngang hoặc chặt từ trên xuống để tạo sát thương tiêu diệt đối thủ. Mặc dù có tên là Extreme Slash, nhưng Momotaro thường gọi nó là đòn kết liễu của ông đây hay tuyệt kỹ của ông đây. Và thậm chí mỗi lần sử dụng dù có thay đổi một chút thì sẽ gọi là phiên bản thứ 2, phiên bản thứ 2 Dash, phiên bản thứ 3 và vân vân và mây mây. Nhưng Momotaro lại có chứng sợ số 4 và thường bỏ qua con số này vì số 4 trong văn hóa phương Đông thường đồng nghĩa với cái chết. Trong TV series, Dano Swordform cũng từng thực hiện cú đá Rider Kick của mình có tên là Dan Rider Kick với lực đá 20 tấn. Khi Dano ở Swordform, Rider này có thể tách 4 toa đầu tiên của Deadliner là từ toa 1 đến toa 4, tạo thành Deadliner Goka để chiến đấu với Giant Death. Bản thân Momotaro được dựa trên câu chuyện về cậu bé quả đào, nên đoàn tàu này cũng được thiết kế với những vũ khí dựa trên câu chuyện này. Bao gồm toa đầu tiên, Girl Cannon, đại diện cho cậu bé quả đào và có vũ khí là một tia laser. Toa thứ hai đại diện cho con chó tên là Doggy Launcher, có thể phóng những quả tên lửa được gọi là Doggy Bark. Toa thứ ba đại diện cho con khỉ là Monkey Bomber, có bệ phóng ném những quả lựu có tên là Monkey Bomb. Toa thứ tư đại diện cho con chim chỉ hay gà lôi mà Momotaro đã gặp, nó là bệ phóng tên lửa nhỏ với chiếc máy bay giống như con chim và đôi cánh được thiết kế giống như lưỡi dao để tấn công. Ryotaro chọn Urataro và nhấn nút màu xanh dương trên Dano Bell, rồi quẹt thẻ Rider Pass trên Set Talk trên thắt lưng. Set Talk sẽ chuyển sang màu xanh dương và Road Form của Dano sẽ được hình thành. Decamen của dạng này chạy trên mặt của Dano sẽ có hình dạng của một con rùa màu xanh dương. Tất cả các chức năng giác quan hay cảm biến của Road Form giống hệt Sword Form và bộ giáp Aura Armor trên ngực có tên là Armor Kalon cũng có sức chống chịu và phân tán lực trong 10 tấn. Tuy nhiên, Road Form là một dạng phục vụ cho thủy chiến với phần Decamen có khả năng tạo ra oxy và hydro bằng cách điện phân nước giúp cho Dano có thể thoải mái hoạt động và chiến đấu dưới nước. Đồng thời nhờ phần khí hydro được tạo ra, hai phần giáp vai được gọi là Hydro Z cho phép Dano đốt cháy loại khí này tạo ra năng lượng cho phép Dano di chuyển dưới nước với tốc độ 100 hải lý trên giờ.
tương đương tốc độ vào khoảng 100m trên 1,94 giây. Phần giáp đùi lúc này chuyển sang màu xanh dương. Đen Ganser ở dạng này được lắp ghép tạo thành một cây giáo dài, với phần đầu mũi giáo có khả năng tạo ra một sợi dây để nó hoạt động như cần câu. Full chain của dạng này là Đen Rider Kick với lực tấn công 20 tấn, bằng cách tích điện vào cây giáo Đen Ganser và ném nó vào đối thủ giống như một cây lao. Cây lao này sau khi chạm vào mục tiêu sẽ biến thành hình lục giác màu xanh dương, có khả năng phát ra nguồn năng lượng tích điện, có khả năng làm tê liệt đối thủ để cho Đen Road Form thực hiện Đen Rider Kick vào đối thủ. Đòn tấn công dạng này được gọi là Soil Attack. Trong dạng Road Form, Đen O có khả năng kích hoạt toa thứ 5 của Đen Liner, Đen Liner Isurugi. Đây là một toa tàu màu xanh dương, nó có thể giải phóng một cỗ máy ở phần thân phía sau của mình, có tên là Radome. Đen O sử dụng cỗ máy này như một thủy phi cơ có hình con rùa màu xanh dương. Radome có khả năng bắn ra tia laser từ phía trước, đồng thời có khả năng kết hợp với Đen Liner Gouka trong hình dạng tấn công. Khi kết hợp, nó gắn vào đầu của Đen Liner Gouka. Radome khi vẫn còn ở trên Isurugi có khả năng tấn công bằng tia laser giống như lưỡi kiếm để chẻ đôi đối phương. Về tính cách của mình, Urataro thường rất ít khi ra trận nên dạng này là dạng ít xuất hiện nhất của Deno. Dạng này có chiều cao 187cm và nặng 102kg với lực đấm 4,5 tấn, lực đá 9 tấn, nhảy cao nhất được 20m và tốc độ tối đa là 100m trên 9 giây. Dạng thứ 3 của Deno, Axe Form. Đây là dạng của Kintaro khi chiếm cơ thể Ryotaro và nhấn nút màu vàng trên Deno Bell rồi quẹt thẻ Rider Pass. Setstock lúc này chuyển sang màu vàng. Đen Kamen của Deno lúc này chạy xuống phần mặt có một cây rìu khổng lồ phía trước và các họa tiết trên chiếc mặt nạ này có chữ kanji giống chữ vàng. Dựa theo câu chuyện của Kintaro, bản thân chiếc rìu to đùng trên Đen Kamen này giúp Deno Arc Form có khả năng thực hiện những cú húc đầu gây sát thương chí mạng cực khỏe. Tất cả các chức năng nâng cấp mà mặt nạ Đen Kamen này trao cho Deno giống hệt hai dạng trước đó. Phần Aura Armor ở giáp ngực của dạng này có tên là Great Raisin Bread và phần giáp đùi lúc này có màu vàng. Dạng Arc Form là dạng có phong cách chiến đấu theo đấu sĩ sumo và có sức mạnh tấn công cũng như sức phòng thủ cực mạnh. Về cơ bản, sức mạnh của thể chất của dạng này là cao nhất. Kintaro có xu hướng chiếm lấy cơ thể của Ryotaro khi thấy điều gì đó khiến anh ta muốn khóc, hoặc chỉ đơn giản là anh ta nghe thấy từ gì đó tương tự như Naku, hay có nghĩa là khóc trong tiếng Nhật. Vũ khí chính của dạng này là Den Gasser ở Arc Mode. Vũ khí này đơn giản là một chiếc rìu nhỏ. Full chain của dạng này là Dynamic Drop. Deno sẽ ném chiếc rìu lên trời rồi nhảy lên nắm lấy cây rìu, rồi bổ xuống theo lực quán tính với lực tấn công 15 tấn. Trong dạng này, Deno có khả năng triệu tập toa thứ 6 của Deno Liner được gọi là Den Liner Recco. Nó là một toa tàu cận chiến với chiếc rìu khổng lồ ở đầu gọi là Form Arc và 5 chiếc rìu ở phần thân được gọi là Side Arc. 5 chiếc rìu này vừa có thể tấn công vừa có thể giữ lấy đối thủ. Toa tàu này có thể kết thúc đối thủ bằng cách kéo dài chiếc rìu lớn Form Arc ở đầu ra và lao xuống với tốc độ tối đa bổ đối thủ của mình ra làm hai. Nó cũng có thể kết hợp với các Deadliner khác để tạo ra sức mạnh tấn công đối thủ. Khi kết hợp với Gouka, nó sẽ tận dụng tất cả các vũ khí của Deadliner này. Khi kết hợp với Ikazuchi, Rekko sẽ tạo ra những đợt sóng năng lượng hình lưỡi liềm. Kamen Rider Deno Arc Form có chiều cao 185cm và nặng 93kg với lực đấm 8 tấn, lực đá 5 tấn, nhảy cao nhất được 30m và tốc độ tối đa là 100m trên 7 giây. Hình dạng nâng cấp thứ 4 của Deno, Gun Form. Đây là hình dạng khi Ryotaro nhập vào Ryotaro bằng cách nhấn nút màu tím như thắt lưng của Deno và quẹt thẻ Rider Pass. Gun Form sẽ được hình thành. Set Talk lúc này chuyển sang màu tím. Đen Kamen chạy trên mặt của Deno lúc này có hình dạng giống một con rồng màu tím. Nó có khả năng tăng giác quan và cảm biến giống hệt ba dạng trước. Phần giáp ngực Aura Armor của dạng này tên là Warship Plate. Nó là phần mở rộng của bộ giáp by Thread Plate của Sword Form, với hai phần giáp ngực phía trước mở lên trên để lộ ra phần giáp màu tím bên trong. Hai phần mở lên có chứa Dragon Gem. Đây là hai viên pha lê màu vàng có chứa họa tiết móng vuốt màu rồng đang nắm lấy ngọc. Chúng có khả năng hấp thụ năng lượng tự do xung quanh bản thân tạo thành những tia sét. Ở phần giáp ngực phía dưới gần bụng cũng xuất hiện hai lỗ thông hơi được gọi là Dragon Storm. Nó có khả năng tạo ra mây đen và hình thành bão. Đen Gasser dạng này thường sử dụng ở chế độ Gun Mode. Đây là một khẩu súng bắn ra những viên đạn năng lượng. Nó hấp thu năng lượng tự do xung quanh để tạo ra những viên đạn năng lượng. Gun Form như tên gọi là một dạng tấn công tầm xa và cũng là dạng mạnh nhất trong những dạng nâng cấp cơ bản của Deno. Ryotaro kết hợp phong cách chiến đấu tầm xa và phong cách nhảy hip hop đường phố breakdance vào cách chiến đấu của bản thân, khiến cho những đòn tấn công của Gun Form khá khó dự đoán, với những đòn tấn công bằng chân để tạo lợi thế từ đầu rồi bỗng nhiên nổ súng. Tuy nhiên, Ryotaro lại chiến đấu theo ý thích của bản thân. Hơn nữa, Ryotaro có ý chí áp đảo các Taro khác và đôi khi mạnh mẽ hơn cả Ryotaro. Dù cậu ta là điểm kỳ dị cũng khá khó để trục xuất Ryotaro ra. Mặc dù là thế, nhưng Ryotaro phải nói là có kỹ năng chiến đấu kém nhất và có xu hướng tạo ra những thiệt hại không cần thiết. Full chain của dạng này là Wild Shot, một viên đạn năng lượng sẽ được hình thành ở nòng súng của Đen Gasser Gun Mode và được nạp thêm năng lượng điện từ hai Dragon Gem trên giáp ngực. Sau khi bắn vào mục tiêu thì quả cầu năng lượng này sẽ hủy diệt đối thủ. Ở dạng Gun Form, Deno có khả năng triệu tập Deadliner Ikazuchi, một đoàn tàu kiểu rồng bao gồm toa thứ 7 và thứ 8 của Deadliner. Khi được kích hoạt, toa thứ 7 sẽ tạo thành đầu rồng và thân rồng màu tím, toa thứ 8 sẽ tạo thành đuôi rồng. Nó có thể phóng ra những tia năng lượng từ miệng rồng hoặc dùng miệng để cắn mục tiêu. Deadliner Ikazuchi có thể kết hợp tất cả các Deadliner còn lại tạo thành một con tàu 8 toa hoàn chỉnh và đồng thời kích hoạt tất cả các sức mạnh của 8 toa tàu này. Ở dạng kết hợp này, Deadliner có thể tạo ra một đòn tấn công giống với đòn Wild Shot. Miệng rồng của Ikazuchi sẽ phóng ra một nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ mạnh mẽ tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Kamen Rider Deno Gun Form có chiều cao 197cm và nặng 98kg với lực đấm 6 tấn, lực đá 10 tấn,
Nhảy cao nhất được 42m và tốc độ tối đa là 100m trên 4 giây. Dạo này sử dụng một biến thể thay thế của Dan Nobel được gọi là Green Buckle, có hình dạng một con chim màu vàng thay thế cho Terminal Buckle lắp trên Set Talk. Bạn này có hai vũ khí với hai biến thể lắp ráp của Dan Gasser bao gồm Arc Mode và Boomerang Mode. Đòn tất sát của dạng này là Royal Smart, nạp năng lượng vào cây dìu và boomerang rồi tấn công đối thủ của mình. Cùng với sự linh hoạt và phong cách chiến đấu uyển chuyển như một vũ công ba lê, Deno Wingform có khả năng tấn công tầm xa và cận chiến cực kỳ tốt, khiến cho dạng này trở thành một trong những dạng mạnh nhất của Deno. Tuy nhiên, dạng này không sở hữu một Deadliner nào cả. Kamen Rider Deno Wingform có chiều cao 193cm và nặng 90kg, với lực đấm 4 tấn, lực đá 8 tấn, nhảy cao nhất được 50m và tốc độ tối đa là 100m trên 3,8 giây. Vào thời điểm Kamen Rider KO cướp Deadliner ở tập 27 của TV series và bắt đầu cho phần phim movie Kamen Rider Deno Armborn, những đoàn viên của chuyến tàu Deadliner đã phải du hành thời gian, tập hợp các phiên bản Ryotaro khác nhau trong dòng thời gian cho các Taro nhập vào nhằm tạo ra đội hình Kamen Rider Deno để có đủ lực lượng chống lại Karo. Tuy nhiên, khi các Taro nhập vào những Ryotaro này là lúc họ bất tỉnh và người duy nhất nhập vào Ryotaro phiên bản còn tỉnh táo là Momotaro. Do đó, tiềm thức của Ryotaro chỉ nhận biết rằng Momotaro chiến đấu cùng mình và quên đi các Taro khác, khiến cho những Imajin vốn dựa vào ký ức con người để tồn tại biến mất. Nhưng nhờ vào ký ức của Ryotaro hiện tại và phần cát còn lại của các Taro, Ryotaro đã tạo ra cây Tarot, một thiết bị giống điện thoại gập màu đỏ và trên đó có những nút bấm nhiều màu sắc cho phép liên lạc với những Taro vốn đã biến mất. Với mã 321 sẽ liên lạc được với Momotaro, với mã 654 sẽ liên lạc được với Urataro, với mã 987 sẽ liên lạc được với Kintaro, với mã Thăng không sao sẽ cho phép liên lạc với Ryotaro. Và khi nhập mã 369 Thăng, đánh vần tiếng Nhật sẽ gần giống với Momo, Ura, Kin, Ryu. Rồi nhấn nút bên phải của điện thoại sẽ cho phép Deno chuyển sang dạng Grimlock Form. Cây Tarot sẽ được đặt phía trên Terminal Buckle và khi kích hoạt thì nó sẽ thay đổi cả Aura Skin và Aura Armor. Mặc dù những đặc tính như cách điện hay sức chống chịu 10 tấn của Skin và Armor không thay đổi so với các dạng trước, nhưng ngoại hình có sự thay đổi đặc biệt. Với Aura Skin và Aura Armor, chúng sẽ có thêm những đường ray chạy khắp cơ thể. Aura Armor ở phần giáp ngực và vai sẽ có thêm màu đỏ. Ở giữa giáp ngực là Turn Bread, nó giống một bàn xoay đường sắt. Đây là một loại thuật ngữ trong ngành đường sắt nhằm ám chỉ việc một đoạn đường sắt được thiết kế có khả năng xoay tròn dùng để xoay đầu xe lửa. Nó có thể xoay ngược lại hoặc theo một hướng nào đó tùy chọn. Những chiếc bàn xoay này thường được thiết kế ở những khu vực thiếu không gian hoặc muốn giảm thiểu chi phí. Sau khi phần platform mới này được trang bị, các phần Denkamen của các hình dạng trước đó bao gồm Rod Form, Arc Form, Can Form sẽ được triệu hồi và bò lên các phần cơ thể thông qua các đường ray được bố trí ở khắp cơ thể. Với Denkamen của Rod Form, nó sẽ bò lên phần giáp vai phải giúp cho Urataro điều khiển phần tay phải của Deno. Denkamen của Arc Form sẽ bò lên phần giáp vai trái và Kintaro sẽ điều khiển tay trái của Deno. Denkamen của Can Form sẽ bò lên và dán vào phần giáp ngực cho phép Ryotaro điều khiển phần chân và thân của Deno. Phần Denkamen vốn của Sword Form ở trên đầu do Momotaro điều khiển sẽ mở đôi mắt màu đỏ ra để lộ phần mắt màu đỏ cam bên trong, cùng với phần O-Signal cũng mở ra để lộ O-Signal của các hình dạng trước đó. Đây có thể nói là một cài đặt nâng cấp cho Denkamen của Sword Form, nhưng theo lời của Momotaro thì mặt của anh ta bị chẻ đôi ra. Khi được hình thành thì dạng này sẽ bốc lửa và nguồn năng lượng này tác động đến cả Deadliner khiến nó bốc cháy theo. Đây được tính là một dạng dung hợp cả 4 Imajin và người của Ryotaro, nên ngoài việc gây áp lực lớn lên cơ thể của Ryotaro thì cả 4 Imajin phải có sự đồng nhất về mặt ý chí hoặc cùng có mối quan tâm nào đó, hay nói cách khác là trái tim trở thành một thì hình dạng này mới có thể được tạo ra. Nhưng về cơ bản thì dạng này là dạng nâng cấp từ Sword Form, nên vũ khí thường sử dụng của nó là Dan Gasser Sword Mode. Deno lúc này có tầm nhìn xa lên tới 7km và gần là 0.03mm, thêm vào đó là tầm nhìn 1.5km trong đêm với khả năng quan sát bằng tia hồng ngoại. Phần anten trên mắt đào giờ có khả năng nắm bắt những rung động âm thanh trong không khí ở tần số 40Hz đến 400.000Hz. O-Signal mặc dù có sự thay đổi nhưng phạm vi cảm biến phát hiện Imajin vẫn là 2km. Mặc dù những thông số và khả năng của bộ giáp vẫn như thế, nhưng chiêu tất sát của Deno Grimlock Form lúc này có sự thay đổi. Full chain của dạng này sẽ được gọi thay thế là Chain and Up khi mở Rider Pass ra và vuốt qua phần Set Talk. Deno Grimlock Form sẽ có khả năng thực hiện 4 chiêu kết liễu tương ứng với 4 Denkamen trên người của mình. Với Denkamen của Momotaro là đòn tấn công Boisterous Slash, một phiên bản khác của Extreme Slash của Sword Form nhưng có nguồn năng lượng mạnh hơn. Momotaro đặt tên cho chiêu thức này là đòn tất sát của bọn tao phiên bản cao trào. Với Denkamen của Urataro sẽ là đòn Boisterous Kick. Các Denkamen sẽ di chuyển xuống phần chân phải thông qua các đường ray trên Aura Skin dưới sự hỗ trợ của bàn xoay ở ngực. Theo thứ tự xuống chân sẽ là Denkamen của Rod Form, Gun Form và Arc Form. Khi tung đòn kết liễu, hai phần anten của Denkamen Rod Form sẽ xoay xuống tạo thành móng vuốt, tăng lực tấn công cho cú đá với lực đá 30 tấn. Với Denkamen của Kintaro sẽ là đòn Boisterous Punch. Các Denkamen sẽ di chuyển sang tay trái theo thứ tự là Arc Form, Gun Form và Rod Form. Phần lưỡi dìu trên Denkamen của Arc Form sẽ là phần tăng sát thương chính cho đòn tấn công này với lực đấm 30 tấn. Với Denkamen của Ryotaro thì nó có thể tạo ra đầu một con rồng đang há miệng và bắn ra những quả tên lửa dẫn đường về phía mục tiêu từ hàm rồng của mình. Đòn tấn công này có tên Boisterous Soul. Kamen Rider Deno Grimlock Form có chiều cao 190cm và nặng 119kg với lực đấm 8 tấn, lực đá 10 tấn, nhảy cao nhất được 42m và tốc độ tối đa là 100m trên 4 giây. Dạng này có một biến thể được gọi là Kamen Rider Deno Super Grimlock Form. Lúc đầu thì dạng này được gọi là Kamen Rider Super Deno và được coi là Final Form của Deno.
Về sau thì dạng này trở thành dạng độc quyền cho các phần phim điện ảnh và CD Chōdeno. Cơ bản mà nói thì dạng này giống với Cry Mark Form nhưng có thêm sự góp mặt của Six khi Gentai ở gần đó. Có vẻ như Ryotaro coi Six là một phần của nhóm Taro nên khi kích hoạt cây Tarot, nó sẽ cộng thêm cả đen Kamen của Wing Form vào. Phần đen Kamen có dạng đôi cánh màu xanh dương với phần đuôi vàng này nhập vào phần lưng của Deno, cho phép Six điều khiển phần phía sau của Deno. Đương nhiên với hình dạng kết cấu cũng như tên gọi của mình thì đôi cánh này cho phép Deno có khả năng bay bằng việc tăng kích thước của chính nó. Đen Kamen này cũng tăng thêm khả năng cơ động cho Deno và thêm vào đó một biến thể của đòn Rider Kick, Super Boisterous Kick. Deno sẽ nhảy lên dùng đen Kamen của Wing Form để tăng độ cao, sau đó bay thẳng đến mục tiêu tung cú đá dứt điểm với lực tấn công 50 tấn. Tuy nhiên theo Momotaro thì dạng này khá ghê tởm, còn Six coi nó như vẻ đẹp. Kamen Rider Deno Super Cry Mark Form có chiều cao 190cm và nặng 125kg với lực đấm 8 tấn, lực đá 10 tấn, nhảy cao nhất được 50m và tốc độ tối đa là 100m trên 3,8 giây. Final Form của Deno là Liner Form, hình dạng này được tạo ra khi cắn cây Tarot vào Terminal Buckle trên Deno Bell. Cây Tarot sẽ triệu hồi thanh kiếm Den Kamen Sword. Đây là thanh kiếm được tạo ra từ 4 Den Kamen của 4 Imagine trong nhóm Taro với lưỡi kiếm khá to giống như kim đồng hồ và các Imagine đều có thể nói thông qua các Den Kamen trên thanh kiếm này. Thanh kiếm này được tạo ra khi các Taro không thể chiếm hữu Ryotaro khi họ chiến đấu trong quá khứ, đồng thời họ cũng bị cản trở do sự xuất hiện của điểm giao nhau hình thành dòng thời gian mới. Đường ray mới xuất hiện đồng nghĩa với việc dòng thời gian của nhóm Taro và dòng thời gian của Nogami Ryotaro có khả năng tách ra riêng biệt với nhau để tạo thành những tương lai hoàn toàn mới, vì ngay từ đầu những Imagine này đến từ tương lai hoàn toàn khác, khiến cho Ryotaro phải tự mình chiến đấu trong hình dạng platform. Thanh kiếm này được tạo ra để hỗ trợ chiến đấu và nó được thiết kế trên hình dạng minh họa mà Ryotaro nghĩ ra. Khi nhét Rider Part vào trong lưỡi kiếm, Deadliner sẽ xuất hiện và biến mình thành một dạng trường năng lượng chạy xuyên qua Deno, giúp cho Deno Platform biến thành một hình dạng mới, Liner Form. Hình dạng này là hình dạng chiến đấu cuối cùng của Deno, nhưng lại là hình dạng cơ bản của Nogami Ryotaro. Bởi vì trong hình dạng này thì mới thật sự là hình dạng mà Ryotaro có thể điều khiển chiến đấu theo ý mình và tạo ra Aura Skin cũng như Aura Armor mới của riêng cậu ta. Với đặc tính dựa vào khí chất và ý chí của người dùng, Aura Skin và Aura Armor có màu đỏ thể hiện rằng Ryotaro đã trưởng thành qua các trận chiến và giờ cậu ta đã đạt được sức mạnh của riêng bản thân. Tuy nhiên, Aura Skin vẫn có những đặc tính và chức năng tương tự như những hình dạng khác với khả năng chống điện lên tới 5 triệu V, cũng như chịu được những nhát cắt kim cương. Những phần áo giáp Aura Armor có màu đỏ giống với Aura Skin phân bố khắp cơ thể không những chịu lực tốt mà còn tăng cường khả năng thể chất cho người dùng. Nhờ những phần giáp ở cẳng tay và phần chân phân tán lực tác động, phần vòng ở cổ tay và cổ chân có khả năng tiết ra Adrenaline cải thiện khả năng thể chất và hoạt động của Rider. Những chiếc vòng này có khả năng tăng cường hấp thụ các nguồn năng lượng tâm trí vào cơ thể. Phần giáp đùi lúc này có màu trắng, phần giáp ngực được gọi là Liner Breath, nó có khả năng chịu và phân tán lực vào khoảng 10 tấn. Thiết kế của phần giáp ngực này được cho là khá giống với King Liner. Phần đen Kamen của Liner Form khá giống với đen Liner Goka, nó tăng khả năng nghe nhìn của người dùng lên, cho phép họ nghe ở phạm vi lớn hơn và nhìn ở góc độ rộng hơn, với tầm nhìn xa 6km và gần là 0.05mm. Cùng với đó là khả năng nhìn trong đêm với tia hồng ngoại có tầm nhìn xa 1km. Cảm biến của đen Kamen này cho phép Deno nghe được âm thanh ở dải tần 40Hz đến 100.000Hz. Cùng với đó, ô signal trong dạng này giúp Deno phát hiện ra Imagine trong phạm vi bán kính 2km. Đen Kamen Sword là vũ khí chính của Liner Form. Nó được chứng minh là có thể sử dụng mà không cần các Imagine nhập vào. Phần bảo vệ tay hình bàn xoay mang mặt nạ của các đen Kamen có khả năng xoay tròn. Khi kéo cần gạt ở dưới chuôi kiếm, phần bàn xoay này sẽ xoay tròn. Người dùng có thể kéo để thay đổi đen Kamen thẳng với lưỡi kiếm. Mỗi lần quay sẽ thay đổi một đen Kamen. Người dùng có thể quay đến khi chọn được đen Kamen phù hợp. Ở dạng mặc định khi chọn đen Kamen của Sword Form sẽ được gọi là Momo Sword, trong ba dạng tùy chọn còn lại sẽ được gọi là Urarod, King Us và Ryukan. Mỗi đen Kamen khi được chọn sẽ cho Deno một phong cách chiến đấu và năng lực khác nhau phù hợp với Imagine mà đen Kamen đó đại diện. Ví dụ như khả năng phòng thủ và thể chất cực tốt của Kintaro trong chế độ King Us, kỹ thuật Break Den và khả năng tấn công tầm xa trong dạng Ryukan. Bằng cách lựa chọn những đen Kamen phù hợp thì Ryotaro có thể sử dụng đen Kamen Sword tạo ra loại năng lượng có tên là Aura Liner. Loại năng lượng này có hình dạng tương ứng với những toa tàu đen Liner mà hình dạng có đen Kamen đó sử dụng. Khi đen Kamen Sword ở chế độ Momo Sword, Deno sẽ chém một nhát chém ngang cực mạnh với Aura Liner là đen Liner Goka, với tên gọi là đen Kamen Slot. Ở chế độ Urarod sẽ là đòn tấn công đen Kamen Attack. Deno sẽ dùng đen Kamen Sword đâm về phía trước với Aura Liner của đen Liner Isurugi. Ở chế độ King Arc sẽ là đòn tấn công đen Kamen Drop. Deno sẽ thực hiện một cú tấn công về phía trước với Aura Liner là đen Liner Rekko. Ở chế độ Ryukan sẽ là đòn tấn công đen Kamen Sword. Deno sẽ dùng đen Kamen Sword bắn một viên đạn năng lượng mang Aura Liner là đen Liner Ikazuchi vào mục tiêu. Đòn tấn công này có một biến thể khác theo kiểu Deno sẽ dùng đen Kamen Sword làm súng và bắn hàng loạt những tia năng lượng vào đối phương. Khi Ryotaro thực hiện kéo gần gạt liên tục để cho phần bản xoay đen Kamen xoay liên tục, tạo ra biểu tượng của Deno ở giữa và to dần lên. Sau đó Deno sẽ thực hiện đòn tấn công cực mạnh mang tên Full Throttle Break với Aura Liner của cả 4 đoàn tàu nêu trên. Mặc dù có những cái tên riêng cho từng đòn tấn công, tuy nhiên Ryotaro gọi tất cả chúng là Train Slash, hoặc với tên tiếng Nhật là Densakiri. Mặc dù là một hình dạng khá linh hoạt trong chiến đấu với nhiều phong cách và đòn tấn công đa dạng, nhưng bản thân Liner Form không hề có một điểm mạnh đáng chú ý nào ngoài tốc độ khá tốt.
Bản thân Ryotaro dù mạnh mẽ hơn so với lúc trước, nhưng người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ryotaro vẫn nhát gan và hoàn toàn không có khả năng của một chiến binh. Bản thân người dùng như vậy cũng làm cho hiệu suất của Den-O Liner Form giảm đi đáng kể. Tuy thế, ở tập cuối cùng, Ryotaro đã có thể tự biến mình thành Kamen Rider Den-O Liner Form mà không cần sự trợ giúp của Den Kamen Sword và các Imagine. Anh ta đã khắc phục được các điểm yếu của bản thân và tự động chuyển hóa thành Kamen Rider Den-O Liner Form thông qua Keitarot và Den-O Bell. Kamen Rider Den-O Liner Form có chiều cao 195cm và nặng 94kg, với lực đấm 6 tấn, lực đá 7 tấn, nhảy cao nhất được 45m và tốc độ tối đa là 100m trên 3,5 giây. Trong phần phim Kamen Rider Den-O Armborn, khi nhóm Ryotaro quay về quá khứ và gặp được Nogami Ryotaro lúc nhỏ. Để phân biệt với phiên bản người lớn của mình, cậu ta được đặt biệt danh là Kotaro. Kotaro khác với phiên bản người lớn của mình khi khá ngổ ngáo và liều lĩnh hơn. Cũng nhờ chuyến du hành này mà Ryotaro đã lấy lại được những ký ức về cha mẹ của mình. Trong thời điểm này, Momotaro đã nhập vào Kotaro và biến thành một mini Den-O nhỏ nhắn. Đây được gọi là Kamen Rider Mini Den-O Short Form. Đương nhiên dạng này cũng là dạng nâng cấp từ nền tảng Flat Form. Với đặc tính Aura Skin và Aura Mo dựa trên tâm trí và khí chất của người dùng nên nó sẽ căn cứ vào tâm trí, khí chất cũng như trí óc của người đó để đưa ra hình dạng phù hợp, mặc dù vẫn có một cấu tạo nhất định nào đó. Vì lẽ đó, Flat Form của Kotaro bao phủ lấy hoàn toàn cơ thể của cậu bé chứ không biến cậu bé tới hình dạng Rider ở dạng trưởng thành. Dạng này có chiều cao 145cm và nặng 45kg, với lực đấm 2,5 tấn, lực đá 3,5 tấn, nhảy cao nhất được 17,5m và tốc độ tối đa là 100m trên 7,5 giây. Trong phần phim Kamen Rider Den-O, Pretty Den-O Appear, Momotaro cũng nhập vào cơ thể của một bé gái tên là Anna và biến thành một hình dạng mới, gọi là Kamen Rider Pretty Den-O với flat form cơ bản và một short form có nở trước ngực và phía sau đầu. Trong phần phim Kamen Rider Decay TV Series, thẻ Final Form Ride của Den-O short form có hai dạng. Một có lẽ biến thành Dengainer Gouka được sở hữu bởi DN. Khi Decay dùng thẻ này thì nó lại biến thành Momotaro. Thẻ này ngay lập tức trao cho Momotaro cơ thể vật lý và tống khứ vật chủ Onoreda Yusuke, Kamen Rider Kuga ra bên ngoài. Không giống như thẻ Final Form Ride khác, thẻ này có vẻ có hiệu lực ngay cả khi Tsukasa hủy bỏ biến thân. Thông tin bên lề, Deadliner là Machine Rider đầu tiên thực sự kết hợp với Mecha của Sentai mặc dù chỉ là CGI. Và bản kết hợp này cũng chỉ là một biến thể của Deadliner là Den Ressa, xuất hiện trong chiến đội hỏa xa kết hợp với sức mạnh của Koryuger và Mecha của Tokyuger. Chúng kết hợp thành một kết cấu robot được gọi là Tokyo Koryugin Fit Deadliner. Về mặt thiết kế, Deadliner được tạo ra dựa trên nguyên mẫu thử nghiệm Flattech 360. Chúng là những đoàn tàu công nghệ cao nhưng bị ngừng hoạt động vào năm 2009. Hiện tại do diễn viên Takeru Sato, người thủ vai Nogami Ryotaro rất khó có thể trở lại trong các phần phim Kamen Rider do công ty chủ quản và lịch làm việc của mình. Nên hầu hết các thời gian trong các phần phim kỷ niệm hay crossover, Kamen Rider Den-O sẽ được đại diện bởi cây hài chính của bộ truyện Momotaro. Trên đây là sơ lược và giả thuyết về Kamen Rider Den-O. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Cut Cut Movie. Xin chào và hẹn gặp lại.